năm bí quyết kinh doanh để tiền đẻ ra tiền được người Nhật áp dụng đời đời không đổi, không chỉ là cái cúi đầu mà còn làm hết sức chơi hết mình. Người Nhật vẫn luôn được cả thế giới nể trọng về sự nghiêm túc, chỉn chu trong công việc. Để rèn luyện những đức tính tốt đẹp ấy và thành công vượt bậc trên con đường sự nghiệp, họ luôn sống và làm theo tôn chỉ: Nếu bạn đã bắt tay làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể. Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, tại sao đất nước Nhật Bản có thể phát triển một cách vượt bậc đến như thế? Tại sao con người Nhật Bản có thể làm việc một cách hiệu quả đến vậy? họ có thể phát triển mạnh mẽ như một cường quốc lớn mạnh của châu á là bởi vì họ siêng năng chăm chỉ luôn tuân thủ những quy tắc và tự động đặt ra quy tắc cho bản thân mình bên cạnh đó sự thành công của các doanh nghiệp nhật bản một phần đến từ nền văn hóa doanh nghiệp của quốc gia này dưới đây là năm nghệ thuật kinh doanh của đất nước mặt trời mọc giúp họ chinh phục được khách hàng toàn thế giới ngày một khách hàng là thượng đế coi khách hàng là thượng đế tôn trọng và phục vụ họ một cách hết mực đồng nghĩa với số doanh thu của công ty cũng sẽ tăng lên một cách đúng quy chuẩn Người Nhật quan niệm rằng muốn đạt được thành công, bạn cần phải biết ơn và thể hiện sự tôn trọng với khách hàng. Khi kinh doanh phải đứng lập trường của khách hàng mới hiểu được hết những nhu cầu, mong muốn của người mua. Đặt lợi ích của khách hàng lên trước tiên, bạn sẽ nhận lại được sự tin tưởng và tín nhiệm của họ. Người sáng lập công ty khóa kéo Tadao từng nói, không suy nghĩ cho lợi ích của khách hàng thì doanh nghiệp không thể làm ăn phát đạt. Muốn có lợi trước hết ta phải gieo mầm thiện cho người cái thiện, sau đó cái thiện sẽ báo đáp ta. Ở Nhật, người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi và chính sách ưu đãi tốt nhất. Bạn có thể mua hàng ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Nếu không đủ tiền bạn sẽ được tạo điều kiện mua hàng trả góp. Hầu hết các loại hàng hóa đều được hỗ trợ giao tận nhà. Nhân viên của cửa hàng luôn sẵn sàng giải quyết những khó khăn khách hàng gặp phải khi sử dụng sản phẩm của họ. 2. Luôn xem trọng những mối quan hệ. Người Nhật đặt mối quan hệ lên hàng đầu và thường được đề cập đến đầu tiên trong mỗi mối quan hệ mới đặc điểm chung của các nhà kinh doanh nhật bản là khả năng thích ứng cao trong mọi tình huống bên cạnh đó khả năng diễn thuyết cũng mang lại cho họ nét đặc biệt cách diễn thuyết của họ đầy sức thuyết phục tạo cảm giác dễ chịu và gây thiện cảm cho đối phương nhờ đó thành công để giành được hợp đồng cũng rất cao người nhật còn cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng mà họ đã ký ngay cả sau khi hợp đồng được hoàn thành họ vẫn luôn tôn trọng đối tác của mình Ngoài ra, làm quen, giao tiếp với những người có thân thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật quan tâm đến để có thêm nhiều cơ hội trong những phi vụ làm ăn mới. Một nhà kinh doanh giỏi là người biết xây dựng cầu nối mọi nơi. Từ đó, bạn cũng đã nâng cao giá trị bản thân mình lên. Một ngày bạn chỉ nhắc đến những thành công và bạn sẽ nhanh chóng đạt được giấc mơ của chính bạn trong sự nghiệp. Ngày 3, toàn tâm toàn ý trong công việc. Đây cũng là phương châm của rất nhiều công ty Nhật Bản, thậm chí các công ty này còn viết câu này vào quy định của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là công ty Honda. Năm 1967, trong làn sóng khiếm khuyết xe hơi xảy ra ở Mỹ, vì tính mạng người tiêu dùng Honda đã chủ động khai báo khiếm khuyết, hành động này đã khiến người Mỹ rất khâm phục. Với nguyên tắc tất cả suy nghĩ cho khách hàng, Honda đã chấp nhận mạo hiểm mặc dù có nguy cơ phải đóng cửa. Trong số tất cả các nhà sản xuất xe hơi, Honda là hãng đầu tiên khai báo với chính phủ Mỹ về các khiếm khuyết tồn tại ở dòng xe City 2000 của mình. Ngày 4, nghiêm khắc, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, nếu bạn đi qua bất cứ đâu trên đất nước Nhật, bạn chắc chắn bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những cái cúi đầu. Người dân Nhật họ rất hay cúi đầu thay cho lời cảm ơn hay câu xin lỗi, có khi đó là lời chào của họ với người khác. Họ đã được dạy những điều đó một cách rất nghiêm khắc từ nhỏ. Và từ cái nghiêm khắc về lễ tiết ấy, họ đã tự động tạo ra sự nghiêm khắc trong kinh doanh đối với bản thân và cả khách hàng. Bên cạnh đó, người Nhật cực kỳ nghiêm khắc về vấn đề thời gian. Về chuyên nghiệp và tư cách cá nhân được người Nhật xem là sự kích thích trong công việc. Vì thế, sự lặng thinh cũng sẽ tăng sức sản xuất trong doanh nghiệp. Đôi khi, ta thấy những bí quyết kinh doanh của người Nhật thật điên rồ, chẳng đúng với những định kiến xã hội, nhưng lại từ những điều kỳ quặc đó đã hình thành nên nước Nhật như ngày hôm nay. Năm, làm hết sức, chơi hết mình. Làm hết sức, chơi hết mình là một trong những bí quyết kinh doanh của người Nhật. Sau những ngày làm việc căng thẳng và đầy mệt mỏi, những nhà kinh doanh Nhật Bản sẵn sàng xả hơi ở quán bar, club hoàn toàn trái ngược với cái tính cứng ngắc lễ nghi nơi công sở những doanh nhân nhật bản khi đã đến với thiên đường giải trí họ sẽ quẩy hết mình và có thể nói đây chính là nơi là thời điểm mà họ có thể sống thật với bản thân bên cạnh những địa điểm vui chơi giải trí để cân bằng công việc các câu lạc bộ khiêu vũ hay hộp đêm còn là nơi để những người đồng nghiệp chia sẻ thông tin hoặc thậm chí là ký kết hợp đồng nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó khăng khít một điểm đặc biệt ở cư dân xứ sở mặt trời đó là không để các hoạt động vui chơi chi phối quá nhiều cuộc sống của bản thân họ thời gian rảnh rỗi đó chỉ là một phần trong ngày để giải tỏa những lo toan muộn phiền hay những bực bội nơi công ty những nỗi buồn không nói thành lời vì vậy hãy quên đi công việc trong khoảng thời gian bạn tận hưởng công việc chỉ là một phần trong cuộc sống và không phải là tất cả do đó hãy tận hưởng những giờ phút hạnh phúc bên cạnh người thân đồng nghiệp bí quyết kinh doanh của người nhật không chỉ bắt nguồn từ cách sống cách làm việc mà còn từ cách ăn chơi của họ không nhất thiết cứ phải chăm chăm vào công việc mà quên đi cuộc sống của bản thân mình tóm lại mỗi nền văn hóa khác nhau lại hé mở cho chúng ta những điều mới những bí quyết thành công mới năm bí quyết kinh doanh của người nhật đều xuất phát từ những điều cơ bản nhất áp dụng những bí quyết kinh doanh này chắc hẳn bạn sẽ là người nổi bật nhất đấy